Hiệp 1 cuộc đối đầu giữa các thủ FC Đào Duy Từ 93 và FC Sự Kiện Thành Phố đã bắt đầu. Bóng đàn trong sân của các thủ Sự Kiện Thành Phố. Để tất cả các trận đấu của giải bóng đá phong trào hạng nhất Thanh Hóa. Đây là tình huống lên bóng của Đào Duy Từ 93. Cú sút. Và người thực hiện quả đá phạt này dành cho các thủ Sự Kiện Thành Phố sẽ là Nhật Thành. Bóng vừa cắt ngang khung thành của Sơn Vũ. Đây là Quốc Đạt. Đường chuyền bất cần của Quốc Đạt và đây là cơ hội dành cho các thủ Sự Kiện Thành Phố. Dứt điểm đi, không vào. Đó là cơ hội dành cho Nhật Thành. Chúng ta sẽ chờ đợi vào tình huống cố định này của thủ FC Sự Kiện Thành Phố. Rất nguy hiểm. Đội bóng vừa cắt ngang khung thành của Sơn Vũ. Và với trận thua này thì FC Sự Kiện Thành Phố đang bị đặt vào một tình trạng rất nguy hiểm. Và đây là Kim Bộ, không được. Cú dứt điểm kỹ thuật đến từ số 19. Và đây là Kim Bộ. Đường chuyền rất hay của Kim Bộ. Tiếng còi đã cất lên và chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài Nguyễn Du. Và một chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho đội trưởng bên phía các thủ Đào Duy Từ 93 rồi. Và đây là cơ hội Nhật Thành vẫn không có bàn thắng dành cho các thủ Sự Kiện Thành Phố. Đúng rồi, Trường Thành mới là cái tên rời sân anh em ạ. Và đây là cơ hội dành cho Đào Duy Từ 93, không được. Bóng hướng tới cột hải nơi có sự xuất hiện của Quang Huy. Đá phạt rất mạnh nhưng không thể vượt qua hàng rào bên phía các thủ Đào Duy Từ 93. Và đây là cơ hội phản công. Xử lý hay. Cánh trái đang là Quang Huy. Không được, khiến cho tỷ số của trận đấu lúc này vẫn đang là hai con số không tròn chính mà thôi. Quang Huy, vẫn đang là Quang Huy. Quang Huy đã ngã rồi. Còn đây là cơ hội dành cho Quang Huy. Suýt chút nữa thì đã có bàn thắng dành cho Đào Duy Từ 93 rồi. Không được. Tình huống can thiệp chính xác của Nhật Thành. Vẫn đang là các thủ Sự Kiện Thành Phố, không được. Cú chích mũi giày rất nhanh. Là Nhật Thành, đường chuyền. Và đây là Kim Bộ, cơ và không ai khác chính là Kim Bộ mới là người tỏa sáng. Một cú bắt vô lê rất nhanh của số 19. Những tình huống đỡ bước một rất gọn và sau đó là một tình huống bắt vô lê ngay. Chúng ta xem lại đường chuyền của Nhật Thành. Nhật Thành đã ngắm nghía rất kỹ cho tình huống này. Và ở tình huống này thì Kim Bộ đã có một pha xử lý xứng đáng nhận được điểm 10. Tình huống đỡ bước 1 và đã loại bỏ được trung vệ bên phía các thủ FC Đào Duy Từ 93. Quang Trần vẫn lực đi rất căng và không thể có cơ hội dành cho thủ thành Sơn Vũ được. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Mạnh Hùng cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng ở hiệp 1 thì các thủ FC Sự Kiện Thành Phố đã có bàn thắng để vượt lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Vất vả hơn rất nhiều ở những phút thi đấu còn lại của trận đấu này. 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 đã sắp sửa trôi qua. Vừa rồi là cú đá phạt của Văn Thái. Đội sân của Tuấn Anh. Đây là sự chủ động của các thủ Đào Duy Từ 93. Khá nguy hiểm. Không có cú dứt điểm bồi đến từ Đức Xem. Vẫn đang là Kim Bộ. Và đây là cơ hội dành cho Kim Bộ. Không được. Một tình huống rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Tình lấy bóng đến từ Trọng Đạt. Và đây là Đức Xem. Phản công dành cho các thủ Đào Duy Từ 93. Không được. Mạnh Thịnh, đường chuyền hay dành cho Nhân Quyền và đây là cơ hội dành cho các thủ Sự Kiện Thành Phố. Tuyến hay, không được. Dứt điểm. Đó là cơ hội được dành cho Trọng Đạt. Kim Bộ đã lùi về rất sâu. Và đây là Hoài Nam, cơ hội. Và đây là cơ hội dành cho Nhân Quyền, không được. Vừa rồi thì Nhân Quyền đã bỏ lỡ một cơ hội thực sự ngon ăn. Khung thành thì đã gần như là rộng mở rồi. Đó là đường chuyền đến từ Huy Thái. Rất may số 6 bên phía các thủ Sự Kiện Thành Phố vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Ở đây là Trọng Đạt. Trọng Đạt đã ngã. Tiếng còi của trọng tài Mạnh Hùng cũng đã vang lên rồi. Đức Xem rất nguy hiểm. Thâm Sơn đã có bàn thắng cột đỉnh tỷ số 1-1 rồi. Dứt điểm rất nguy hiểm. Cú bắt vô lưới rất nhanh là của Nhân Quyền. Bóng vẫn còn. Ở đây là cơ hội dành cho Nhân Quyền. Dứt điểm. Như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các thủ Sự Kiện Thành Phố rồi. Và lần này thì Nhân Quyền đã không phụ lòng các đồng đội. Cú dứt điểm chéo góc của số 21
Tình huống này là một tình huống khó hơn rất nhiều so với cơ hội trước đó cách đây ít phút, nhưng lần này thì Nhân Quyền đã làm tốt. Chúng ta xem lại bàn thắng của số 21 bên phía Sự Kiện Thành Phố. 2-0, 2-0 dành cho Sự Kiện Thành Phố rồi. Lúc này thì các cầu thủ Sự Kiện Thành Phố đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành trọn 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay. Điều diễn biến rất bất ngờ, rất nguy hiểm. Bóng vừa cắt ngang khung thành của Hồng Quân. Và đây là Trọng Đạt. Trọng Đạt đã ngã. Và tiếng còi thì đã cất lên rồi. Nhưng theo phán đoán của tôi, người dứt điểm cuối cùng ở tình huống này chắc chắn sẽ là Văn Thái. Đúng như là như vậy, Văn Thái không được. Dứt điểm của Văn Thái thì bóng lại đi lên trời. Cho cầu thủ Đào Duy Thực 93. Tuấn Anh đặc biệt là hai bàn rồi. Cản hiểm chính xác lục của Hoài Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Mạnh Hùng cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng ở lượt đấu thứ 3, lượt đấu cuối cùng của vòng bảng ở bảng A thì các thủ FC Sự Kiện Thành Phố đã có một chiến thắng với cách biệt hai bàn trước FC Đào Duy Từ 93.